Hi, it's Hoàng Như Mai. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn sách mà mình cực kỳ tâm đắc và mình cũng đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần. Đó chính là Hades. Today you take the girl up on the Alps. She's no idea what the mountains are like. My name's Heidi. Peter. Night, grandfather. Anita! Heidi, my child, come. We've got a train to catch. How would you like to live in a nice, big, beautiful house? I'm Clara. Where's Heidi? In this house, we have rules. There will not be any running, hopping, or jumping. I have never met a young lady as intriguing as you are. We have let a completely wild and uneducated creature into this house. Look! Aw, they're so cute! Water! The place where you come from, it has to be quite different. It was a good decision to find a friend for Clara. It has changed her for the better. Grandfather! Cuốn sách Hades được ra đời cách đây 130 năm. Hades của John Hannah Sveri là một cuốn sách tuyệt diệu dành cho thiếu nhi. Nó làm ta say sưa trước giọng văn ngọt ngào, êm đềm như những câu thơ. Với văn phong giản dị, trong sáng, tác phẩm này đem đến cho người đọc những bức tranh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của đất nước Thụy Sĩ, cùng những điều bí ẩn của tạo vật và tâm hồn con trẻ. Hades đã nhiều lần được chuyển thể thành phim nhựa, phim truyền hình, kịch bản sân khấu và hoạt hình. Vì vội vã đi kiếm việc làm mới, người dì ích kỷ đã gửi Hades đến cho ông nội của cô bé, người đang sống cô độc ở trên dãy núi Alps. Ai cũng ái ngại cho Hades khi phải sống cùng với ông già lập dị và cục cằn ấy. Nhưng ai ngờ được rằng Hades bé bỏng với tấm lòng nhân hậu tự nhiên chẳng những giúp ông nội tìm lại lòng yêu cuộc sống mà còn mang đến bao thay đổi kỳ diệu. Đối với cô bé, đó không phải là một cơn ác mộng mà là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cô bé ấy yêu thích những lúc được chạy ở giữa đồng hoa rực rỡ, trên những thung lũng mênh mông và dưới những dáng chiều đỏ rực ở trên các dãy núi. Được ngủ trong căn phòng trên gác mái đầy mùi cỏ khô, bình dị và hạnh phúc. Một Hades trong sáng, ngây thơ và lạc quan. Ở dãy núi Alps, Hades cũng quen được một người bạn là Peter. Cậu bé đã giúp cô nhiều điều, tình bạn hồn nhiên, trong trẻo nảy sinh giữa hai người. Được một thời gian, dì của Hades quay lại, nhưng không phải vì nhớ thương Hades, mà vì muốn mang Hades đi để bầu bạn với Clara, một cô tiểu thư nhỏ tuổi đã mất khả năng đi lại ở Frankfurt. Nói là bầu bạn, nhưng thực chất cô bé được thuê đến để chơi cùng, nói chuyện cùng Clara, bởi Clara vốn thể chất yếu ớt nên gần như cô bé không thể ra ngoài vui chơi. Không một lời từ biệt, dì đã mang Hades đi khỏi vòng tay của ông nội. Clara tuy là một vị tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé, lại vì bệnh tật từ nhỏ nên được nhiều người phục dịch, nhưng lại không hề kiêu căng, ích kỷ. Cô bé chào đón Hades với tấm lòng yêu thương của trẻ thơ. Hades từ một cô bé được tự do làm những điều mình thích, giờ đây phải học đủ thứ phép tắc, lễ giáo, phải tham gia những giờ học nghiêm khắc cùng với Clara. Sống trong nhung lụa, giàu có là hạnh phúc đối với bao người, nhưng có lẽ trừ Hades. Lòng Hades vẫn luôn hướng về cuộc sống trên núi hạnh phúc. Tuy vậy, cô bé vẫn yêu thương người chị nhỏ Clara và cố gắng sống tiếp ở ngôi nhà buồn tẻ nhiều lễ nghi đó. Những ngày tháng sống cùng với nỗi thương nhớ ông và niềm khao khát được sống, được hít thở không khí trong lành ở trên vùng núi Alps khiến Hades trở nên gầy ốm, đau bệnh. Cô bé được bác sĩ của gia đình Clara thăm khám. Họ cho rằng cô bé cần được trở về nơi mà cô bé thuộc về. Hades được trả về vùng núi Alps mà cô bé vẫn nằm mơ mỗi ngày.
Không gì có thể diễn tả được niềm vui sướng của Heidi khi được gặp lại ông nội, được gặp lại Peter, được trở lại với vùng núi xanh ngát và trở lại với chiếc giường rơm xinh xắn. Những ai từng gặp Heidi, dù của Dorothy hay Frankert, đều muốn cô bé ở mãi bên mình. Nhưng mọi người đều hiểu, chỉ có cánh đồng hoa rực rỡ, thung lũng mênh mông và dáng chiều rực đỏ trên những ngọn núi thanh tĩnh ngàn đời của dãy Alps, Heidi mới thực sự hạnh phúc để đem tặng niềm vui cho mọi người. Sự trong sáng và lòng trắc ẩn tuyệt vời của Heidi đã chinh phục tất cả mọi người xung quanh em. Heidi như đốm mặt trời nhỏ mà khi ở gần em, không ai là không cảm thấy ấm áp. Chính sự ấm áp mà em đem lại cũng đã mang mọi người đến gần nhau, đem niềm vui và sự rung phẩy đến cho tất cả những tâm hồn cô độc, buồn bã nhất. Thank you.